niệm bên mái nhà tranh. Thuở xưa có mẹ dỗ dành, dặn ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau, mẹ chăm lo bạc trắng mái đầu. Nhiều khi trời mưa trời nắng, bao khó khăn cứ theo chân mẹ. Nhiều khi trời đông gió rét, mẹ âm thầm nhường chăn ấm cho. Dâng lên cha và con và thân thần. Đây, đồng dân vô ngã. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất thì một khi bị phá hủy đi theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà người ta ai nấy cũng sẽ trở về. Với lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta phó dâng bà Maria trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Xin cộng đồng mở trang 108. Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến nước thành thơi, Ngài bồi dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo Ngài vì dân Ngài. Chúa khoan nhân là một từ tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn nghe sợ nói gì. Dù tôi đi qua thung lũng tối đen hiểm nguy, lòng tôi không lo ngại tai họa gì, vì Chúa cùng tôi. Cây gậy và cây trường Chúa khiến tôi an lòng. Chúng ta cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng con này xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh biệt ly tang tóc này, chúng ta chỉ này xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Trong giờ phút bàng hoàng đau thương và bối rối này, chúng ta này xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng ta nhớ mãi hình ảnh của bà Maria và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa. Muôn đời chúng ta này xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc bà Maria từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh chiều mến của bà Maria. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ nối tiếc chuyện xa xưa, nhưng xin cho chúng con tràn trời hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Nhờ Chúa Giêsu Christ, xin ở lại cùng chúng con. Thật thế giới cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao hơn lời bằng Chúa đã thương ta. Giêsu có lòng mà gồm phước lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con khấn ca hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gọi phước lạ. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Và cho bà, phụ bà được hưởng quốc trường sinh, cũng như ban ơn phù hộ cho tất cả mọi người chúng ta, nhà hiếu và tất cả cộng đồng được tràn đầy ơn lành của Chúa. Nhân dân cha và con.
Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa. Nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, đi về thánh đồ. Đi về quê, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Thank you.
lầm tháng ngày tôi vương mang. Xin anh em xa gần hãy tha thứ cho, dù đời sống bao yêu hèn, một lần cuối xin quay đầu, quý đầu kêu cầu ơn thứ tha. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, khưng ban hạnh phúc thiên đình. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan, để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi, để tôi Chúa uy linh, xem tội phúc công minh, khưng ban hạnh phúc Chúa.
sự tàn lụi của những gì hiện có, Chúa mở đường cho những gì sẽ đến. Chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là Maria. Nhờ Chúa đưa dẫn sẽ được chung phần ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần để muôn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người sao? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người. Để như Đức Kitô, nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết trong cùng một cái chết giống như Người, thì cũng vậy, chúng ta được hợp nhất trong sự sống lại giống như Người. Chúng ta biết điều này là con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá, để thân xác tội lỗi bị hủy diệt, ngõ hầu chúng ta không còn là nô lệ tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được Người nữa. Đó là lời Chúa. Chúng ta nghe được lời Chúa Giêsu vừa được công bố hôm nay,
Lạy cha như người cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu họ cũng ở đây với con. Chúa Giêsu đã nguyện xin Chúa Cha như vậy. Và ai là những người Chúa Cha ban cho chúng con? Đó là những Kitô hữu, những người đã nhận biết Đức Giêsu Kitô là đường đi của mình, là sự thật và là sự sống của mình, và trung thành bước đi cái con đường đó để sống trọn vẹn cho sự thật, mở hầu hy vọng được hưởng sự sống đời đời. Cho nên hôm nay trong lễ tang, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài ý tưởng của những con người được gọi là Kitô hữu khi đứng trước cái chết. Chúng ta phải sống lại, tức là chúng ta không thể chết mà chúng ta phải sống lại, bởi vì chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô bằng phép rửa tội, cho nên Chúa Kitô đã sống lại, chúng ta có buộc phải sống lại. Trong tuần vừa qua, tất cả Kitô hữu chúng ta đang mừng đại lễ phục sinh trong suốt một tuần, gọi là tuần thánh, là cái tuần nhắc lại những việc Chúa Giêsu làm để cứu độ chúng ta, để làm cho chúng ta nên thánh. Chúa cấp chúng ta khỏi sự sống đời này để chúng ta phải đau khổ nữa. Và đặc biệt đối với người chị em hôm nay, tôi được nghe chính chồng của chị, anh Vũ Ni chia sẻ, hơn 50 năm trời mang nhiều thứ bệnh, và anh cũng nói thật sự là một phép lạ của cha. Bây giờ một con người mang bệnh như vậy mà Chúa vẫn còn cho sống đến cái tuổi này là một việc làm, và tôi cũng nhận. Cho nên trong niềm tin, chúng tôi là những người tin, tôi chia sẻ, tôi biết cộng đoàn Thánh Điện Thánh Lễ đây rất nhiều anh em bạn của những vị diễn viên không có đạo. Chúng tôi muốn nói về đức tin của chúng tôi như vậy. Tại sao những người Công giáo tôi chấp nhận thì thòi, chấp nhận bị đứt hiếp, chấp nhận đau khổ, là vì chúng tôi hy vọng một sự sống đời đời, một hạnh phúc vĩnh cửu. Và chúng tôi biết rằng cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ, hôm nay chị không còn nói chuyện với chúng ta nữa để minh chứng rồi tôi nói thật hay không, nhưng mà có lẽ thấy nhiều anh chị em chị hay ngồi cái hàng ghế thế này, hai ba hàng ghế đầu đây, và luôn luôn đi với lại cái cô giúp việc chung thương cho cô giúp việc cũng có đạo, cho nên hai người cứ nhiều nhân tình. Trời mưa thì cái chậm rãi từ bước một, từ nhà thờ đi về nhà, từ nhà đến nhà thờ. Đức tin của một con người Kitô hữu, đức tin thật sự, nó diễn đạt bằng cuộc sống chứ không phải là lên diễn đàn trong thuyết pháp. Tôi có nói, cha có nói lên cái hoàn cảnh của con, thì Ngài mới gửi cho con cái sâu chuỗi chính Đức Giáo Hoàng làm phép. Và Ngài có nói với cha là chuyển lời lại cho con rằng Ngài đang bị bệnh, cho nên Ngài không dự lễ tang được, nhưng Ngài sẽ cầu nguyện cho mẹ con và cho con. Và Ngài nói con ráng lần chủ đi, mẹ đã ra mất rồi, bây giờ còn mẹ trên trời, mẹ Maria luôn luôn hiện diện với con hãy xin năng lần tuổi và xin chủ ở bên mình con, xin chủ này được chính cái quả lòng hết rất là quý. Ở trên đây anh thấy không? Tất cả Kitô hữu chúng tôi đều có niềm tin như vậy đó. Không có gì là mất mát, không gì là thiệt thòi đối với người có niềm tin cả. Nhưng tất cả chỉ là một thử thách để người có niềm tin vượt qua mà thôi. Nha, thử thách thôi. Cho nên nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng, chúng ta không ngạo quỷ. Không hợp gì đó. Tôi khóc nhưng tôi y mệnh. Tôi đau khổ nhưng tôi tin. Công việc của con còn bề bộn, đừng ngã quỵ. Và mẹ con chết, đợi như là Thánh Phaolô mà chính con đọc đó, để được giải thoát khỏi những đau khổ. Cho nên mình tin tưởng vì Chúa làm cho mình luôn luôn tốt đẹp, mong nhiệm mà mình giờ này không hiểu được đâu, nhưng sau này mình sẽ hiểu, thì mình sẽ muôn đời để tạ ơn Chúa. Thank you.
cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lễ vật chúng tôi dâng mà đưa tôi tới Chúa là bà Maria vào chốn vinh quang cùng với con Chúa. Chính nhờ cái đức cao cả của lòng từ ái người, chúng con được liên kết với nhau, người hằng sống và hiển tri muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu trần gian này bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Xin cho hết thảy được vào ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con đời xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp cùng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được thanh lời và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự ân nhân của Chúa, thánh thần đến muôn đời. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đợi đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa và cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Xót thương khi xét xử
để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì một tử nhân lành vác trên vai, người chị em này đã được hưởng niềm vui muôn đời và chung hợp hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Đã mây mùa qua lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu, có thấy gì đâu, có thấy gì đâu. Phù vân đây thôi cứ vô một màu. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình ơi từ. Chúng con xin phó dân linh hồn người chị em chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì những ơn huệ dù giàu Cha đã ban cho tôi tới Cha. Khi bà còn sống trong cuộc đời chống qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ có thánh cùng không công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa hiến đài cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa xin cho linh hồn Maria được yên muôn đời. Cha sở, thánh phú, rất thương yêu, giúp đỡ và làm lễ để chúng con phải cho cái như là cái đại diện thành con gái cho bà Mạnh Nga và cả cô Diễm My. Con xin trân trọng cúi đầu cảm ơn Cha. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị chức sắc đã có người giúp đỡ để tạo nên một sự tốt đẹp cho thân thể. Nên những ngày qua, cảm ơn tất cả các anh chị em và đoàn các giáo dân xứ An Phú đã đến tận nhà để cầu nguyện về hát thánh ca cho Maria mẹ thánh Mi. Và hôm nay con chúng con xin cúi đầu cảm ơn tất cả các anh chị em, bạn rủ, bạn con, các cháu đã hết lòng hy sinh, nhiệt tình, gần gũi để tham gia dự lễ thánh ca và tiễn đưa thi hài bà Maria cùng mẹ Thánh Mi về tới nghĩa trang nơi an nghỉ ở trên trần gian này. Thành nữa, con xin trân trọng cúi đầu cảm ơn Cha, cảm ơn tất cả mọi người.
băn khoăn đưa mắt trong tìm đây đó có ai ban đường cùng đi khói lo. Lao đao sắp ngã trên đường nguy, khốn đói thương con cùng mẹ đấng chi tôn. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Con âu yếm tiếng mẹ khuya, sớm chúng con lo gì, sầu thương vẫn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng, mẹ thương đi. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca. Ngàn dân tung hô, tôi thở vinh hồn. Khi em si ông qua khói trước lưu đầy, tôi vẫn cứ như mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca. Ngàn dân tung hô, tôi thở làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong một ba ngày, Chúa đã thánh hóa một phần của mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng được sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn thân trong xác bụi. Xin thương cho người con của Chúa là bà Maria được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa tỏ ánh tông nhang, làm cho bà Maria sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là những hàng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Vì Chúa là chốn con từ nương tháng năm, tình yêu Chúa phán dung bền vững muôn đời. Hồn con Tommy!
em thân mến, vì Thiên Chúa Toàn Năng đã muốn gọi anh chị em tín hữu của chúng ta là bà Maria ra khỏi trần gian mà về với người, nên giờ đây chúng ta xin trả lại lòng đất, thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra, nhưng vì Đức Kitô đứng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi xác đất vật đèn của chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của người. Bởi thế chúng ta xin phó thác bà Maria cho Chúa, xin người đón nhận bà Maria vào chúng bằng an và cho bà Maria sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt của chúng con. Chúa, xin nhầm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin ban sự sống đời đời cho bà Maria. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con. Chúa đã dùng phép rửa mà thanh hoa người chị em chúng tôi. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con. Chúa đã lấy mình và máu thánh Chúa mà nuôi dưỡng người chị em tin đồ này, đi áo vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con. Chúng con đang thương tiếc người chị em tin đồ này, xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Nay bà Maria đã qua đời, thì Thiên Chúa nhủ lòng thương sao phạt những hành vi vì tội lỗi của bà Maria, và cũng riêng khi ở trần thế bà Maria liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương Chúa bà Maria cũng được một cùng cộng đoàn cùng thành thánh trên trời. Chúng con cùng cầu xin Thiên Chúa nhân lời chúng con. Tất cả 118 từ chốn lên hình ô tôi, từ một sâu đến khóc than, còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đói thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trong ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mở đôi mắt, còn vòng ngân với tháng năm hồ hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy loại thương, làm từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Các anh chị em, bà con thân quyến, các con, các cháu, các vị chức sắc đã đến đưa tiễn linh hồn Maria đến tận nghĩa trang Đa Phước này. Xin các anh chị em, bà con khi nào về, mỗi lần đọc kinh cầu nguyện và đi lễ, nhớ cầu nguyện cho bà Maria, mẹ của Diễm My, và chúng con cũng nhớ ơn các ông bà và các anh chị em. Xin cúi đầu cảm ơn. Thank you.
Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài con. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Choàng vào vòng hoa tươi, đã khoác vào chiếc áo